Xin chào các bạn, tôi là thú mỏ vịt Perry, thú cưng của cậu chủ Phương và Phát. Tuy nhiên, bên cạnh công việc làm thú cưng, tôi còn là một đặc vụ ngầm. Ngày hôm nay, tôi có một nhiệm vụ đi điều tra hành tung của tên tiến sĩ Dupin Smith. Chán thế nhở? Phát này, mùa hè cũng đã đến rồi, rảnh rỗi quá. Không biết hôm nay anh em mình làm cái gì nhỉ? Mà Perry đâu rồi? Perry mày đây rồi. Sao nay con Perry nó cứ to to nào nhỉ? Mọi khi nó có to thế này đâu. Con Perry chỉ bậy với tao kìa mày. Con này láo thế nhở? Đây là tiếng kêu của thú mỏ vịt, không phải nó chửi bậy đâu. Thật á? Sao con nghe cứ như tiếng chửi nhở? Thôi kệ đi, anh em mình nghĩ xem hôm nay làm gì đã. Hôm qua có xem tập mới của anime Naruto chưa? Đánh nhau hay quá trường ạ. Các nhân vật anime nhá, lúc nào cũng có sức mạnh đặc biệt, không đụng hàng với ai cả. Nếu như mà ngoài đời Pháp, tôi biết hôm nay mình phải làm gì rồi. Chúng ta sẽ tạo ra một cỗ máy có thể phát sức mạnh anime cho mọi người, và từ đấy đời thực sẽ trở thành bộ phim anime cho chúng ta xem. Có thấy thế nào Pháp? Ok, bắt đầu làm việc nào. Perry đâu rồi? Vừa bút viên nó ở đây cơ mà. There's 104 days of summer vacation and school comes along just to end it. So the annual problem for our generation is finding a good way to spend it. Like maybe building a rocket or fighting a mummy or climbing up the Eiffel Tower. Discovering something that doesn't exist. So stick with us, cause Phineas and Ferb are gonna do it all. So stick with us, cause Phineas and Ferb are gonna do it all. Expert Sable Incorporated. Chào mừng. Người ơi, xoay đi vào nhà ta. Một con thú mỏ vịt. Perry thú mỏ vịt. Người chỉ ta đây à? Khoan đã, chứ gì đã bảo đánh người ta rồi. Người không định để ta kể cho mắt mình à? Thôi được rồi, ngồi dưới ghế kia đi. Để ta đi kiếm cốc trà, cái bánh rồi anh em mình bàn bạc với kế hoạch của ta nhá. Perry thú mỏ vịt, mày mắc lừa gì á? Giờ thì ngoan ngoãn ngồi im, nghe ta phổ biến kế hoạch nhá. Tình hình là thế này. Dạo gần đây, khi đi trên đường, ta nhận ra rằng càng ngày càng xuất hiện nhiều điều vi vu với mật độ rất dày đặc, một cách mất kiểm soát. Và ta thì lại chúa ghét với cái thằng vi vu như thế. Suốt ngày cắm mặt vào truyện tranh, xong rồi anime các thứ, không được cái tích sự gì trong cuộc đời đi cả. Nếu tình hình cứ tiếp diễn thế này thì chẳng mấy chốc mà lũ vi vu sẽ xâm chiếm toàn bộ thế giới. Và ta thì lại không thích điều này. Vậy cho nên ta đã sáng chế ra khẩu súng này. Khẩu súng anti vi vu. Khẩu súng này sẽ bắn ra tia sáng và hủy diệt tất cả những thứ có liên quan đến vi vu, dù ít hay nhiều, kể cả là con người. Chỉ cần ta lắp khẩu súng vĩ đại này vào cỗ máy phóng đại của ta thì tia sáng sẽ bắn ra toàn thế giới và hủy diệt tất cả vi vu. Các nhân vật anime nhá, lúc nào cũng có sức mạnh đặc biệt, không đụng hàng với ai cả. Kết thúc rồi Perry. Cuối cùng chúng ta cũng làm được khẩu súng anime.
cần chiếu tia laser của khẩu súng này vào người, chúng ta sẽ sở hữu sức mạnh của những nhân vật anime. Giờ thì test khẩu súng này nào. Phương và Phát. À, chị Căng Đét đây à? Chị Căng Đét đây à? Hai đứa chúng mày lại phát minh ra cái gì vớ vẩn đúng không? Đây là khẩu súng anime, có thể biến mọi thứ ngoài đời thực trở thành anime. Rồi, tao biết ngay rồi. Tao sẽ đi mất mẹ. Chúng mày ấy, tiêu đời rồi. Thôi kệ. Đi đi, bắt đầu nhá. Đi. Ô. Sao lại không bắn được nhở? Nhà ngươi không thể làm được gì khác nữa đâu. Perry, ngươi đâu rồi? Perry, ngươi đâu rồi? Bây giờ mình lấy cái súng này đi thử nghiệm với mọi người. Đi. Khẩu súng anime của mình đâu rồi? Ôi, hết pin rồi. Mẹ, mẹ ra đây. Hôm nay con sẽ cho mẹ thấy phát minh của chúng nó. Mẹ nhìn đi. Sao mẹ? Tao có thấy gì đâu? Đâu rồi? Làm sao mà như thế nữa? Khẩu súng vừa nãy đâu? Đâu rồi? Chúng mày đang làm gì? Thôi Căng Đét ạ. Tí nữa vào trong nhà mẹ cho mấy viên thuốc nhá. Perry, mày đây rồi. Không ngờ mình có thể nuôi một con thú mỏ vịt to như thế này. Anh em nào có nick YouTube, đăng nhập vào subscribe cho tôi. Ít một subscribe, nhiều like, share, comment. Em hiểu nhỉ?